Xin chào anh chị em nhà đầu tư nhé. Thì trong video clip này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cách mở nhanh một tài khoản chứng khoán online. Bạn có thể mở ngay tại nhà mà không cần đến những cái chi nhánh của bất kỳ công ty chứng khoán nào. Thì đầu tiên là bạn truy cập vào một website. Các bạn có thể xem địa chỉ ở dưới bên dưới phần mô tả của đoạn video clip. Thì sau khi bạn truy cập vào thì bạn sẽ thấy một giao diện hiện tại. Thì công tác chuẩn bị của bạn thì bạn cần ảnh chụp mặt trước mặt sau của chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Bạn cần có một số điện thoại sử dụng lâu dài và bạn cần có một tài khoản ngân hàng để có thể là nạp tiền và rút tiền. Ok, khi bạn đã chuẩn bị xong những thông tin căn bản trên thì bạn bấm vào nội bấm vào bắt đầu để bắt đầu chúng ta nhập một số thông tin cá nhân để mở. Ok, ở hiện tại thì bạn sẽ nhập số điện thoại của bạn vào đây. Bạn nhập số điện thoại của bạn vào địa chỉ email, sau đó bấm tiếp tục. Bạn lưu ý ở mục người giới thiệu thì bạn sẽ nhập cái mã là 105CPVVIN. Đây là mã số mà người sẽ hướng dẫn bạn cách đầu tư cổ phiếu một cách hiệu quả nhất. Sau khi nhập dữ liệu xong như nội dung trên màn hình thì bạn bấm tiếp tục. Ở đây thì bạn sẽ chuẩn bị cái mặt cái ảnh chụp mặt trước mặt sau của chứng minh nhân dân hoặc căn cước, sau đó bạn bấm tiếp tục. Đó, bây giờ khi bạn đã chụp sẵn rồi, bạn up lên máy tính rồi thì bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng up lên như màn hình. Nếu như bạn chưa có chụp thì bạn có thể dùng camera của máy tính để chụp. Ở đây thì tôi đã chuẩn bị sẵn rồi nên là tôi sẽ up trực tiếp trực tiếp lên. Chúng ta úp xong cái phần căn cước ở mặt trước để chúng ta bấm sang mặt sau, bấm vào biểu tượng úp lên và chúng ta chọn mặt sau. Đây là nội dung chúng ta sử dụng ảnh này. Đó, và tôi đã úp xong cái hình ảnh, bấm tiếp tục. Các bạn đợi một lát để hệ thống AI của hệ thống nhận diện của Techcom sẽ nhập dữ liệu sẵn cho bạn. Và đây chính là thông tin cá nhân và hệ thống AI của Techcombank họ lên đọc dữ liệu được. Bạn nhập dữ liệu đầy đủ như màn hình, sau đó chúng ta xác nhận. Chúng ta bật xác nhận. Ở trong đây thì các bạn lưu ý là nếu mà có một số thông tin nào đó mà hệ thống nó không scan được trong cái ảnh chụp của căn cước công dân của bạn thì bạn cần nhập liệu lại cho nó chính xác nhé. Cái phần địa chỉ phía trên thường trú này thì bạn có thể giữ nguyên theo căn cước công dân. Còn cái phần địa chỉ số 2 này thì bạn sẽ nhập cái địa chỉ mà bạn đang ở hiện tại để bạn có thể nhận được những công văn, những thông tin về các công ty mà ví dụ như bạn đã mua cổ phiếu để sau này có điều kiện mình đi họp đại hội cổ đông thì người ta sẽ gửi về đây. Bạn sẽ nhập chính xác số nhà và ngõ ngách, nhưng mà bạn phải nhập chính xác vào đây để cái công văn gửi về để bạn nhận được. Sau đó bạn bấm xác nhận. Ok, sau đó là bạn sẽ nhập cái số tài khoản ngân hàng vào, số ngân hàng của bạn vào đây, sau đó bạn tiếp tục. Và như vậy là bạn đã hoàn tất phần căn bản. Ở một thông tin ngân hàng khi bạn nhập xong thì bạn bấm tiếp tục. Ở đây thì họ sẽ hiện thêm một số cái lựa chọn để bạn lựa chọn cái số tài khoản mà bạn yêu thích. Nếu như mà bạn không muốn lựa chọn thì thêm thì bạn những thông tin mặc định như hệ thống của Techcom họ đề xuất. Cái này thì không quan trọng lắm bởi vì đây chỉ là mã định danh của bạn trên hệ thống của TCB thôi. Bạn bấm tiếp tục. Nếu các bạn muốn chọn số đẹp hơn thì bạn có thể chọn một số đấy bạn yêu thích. Sau tôi thì cũng không phải thích lắm. Bạn bấm tiếp tục. Bạn đã nhập mật khẩu ở đây, bạn lựa chọn mật khẩu nào đó.
chọn mật khẩu xong thì bạn bấm tiếp tục. Xác nhận thông tin, bạn kiểm tra lại một lần nữa xem thông tin đã chính xác hay chưa. Thì mà thông tin đã chính xác rồi thì bạn chỉ bấm xác nhận. Sau đó thì hệ thống OTP sẽ gửi cho bạn một tin nhắn qua số điện thoại mà bạn đăng ký vừa nãy. Bạn cần đăng nhập chính xác vào. Sau khi bạn nhập mã xong thì bấm xác nhận. Đó, và như vậy là số điện thoại của bạn đã thành công. Thành công thì hệ thống sẽ gửi thông tin gửi email của bạn. Và như vậy là bạn đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta sẽ đến bước tiếp theo là bước xác thực danh tính. Bây giờ bạn quay trở lại vào trang đăng nhập của hệ thống Techcom. Bạn nhập email và mật khẩu bạn đã đăng ký vừa nãy để đăng nhập. Đăng nhập. Sau khi bạn đăng nhập thì bước này bạn sẽ cần xác thực danh tính bằng cách là sẽ dùng hệ thống eKYC của Techcom. Bạn sẽ bấm tiếp tục. Thì bắt đầu chúng ta sẽ quay màn hình hướng dẫn. Đó, sau khi bạn thực hiện các bước này theo hướng dẫn của Techcom xong thì bạn sẽ chờ trong vòng khoảng 15 phút hoặc là 1 đến 2 tiếng để hệ thống kích hoạt tài khoản cho bạn. Như vậy là bạn đã hoàn tất việc mở tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán Techcom.